Sáng nay, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Công Tuấn, phó trưởng đoàn giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng biên chế công chức của Hội đồng Nhân dân thành phố, đã có buổi giám sát tại quận Hải Châu. Qua giám sát cho thấy thực hiện đề án vị trí việc làm tại quận Hải Châu đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao theo quy định. Đến nay, tổng số biên chế lao động trong chỉ tiêu hiện có của quận là 103 người trên 118 người. Ủy ban Nhân dân quận cũng đã thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 Quốc hội. Quận kiến nghị thành phố cần sửa đổi bổ sung một số nội dung trong đề án vị trí việc làm cho phù hợp với việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bổ sung vị trí việc làm kế toán cho đơn vị có nguồn kinh phí quản lý lớn như Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo để đảm bảo công tác quản lý tài chính, kế toán được hiệu quả. Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương.